Trên tay mình đây đang là chiếc iPhone 13 phiên bản màu hồng Một trong những phiên bản bán chạy nhất của dòng iPhone 13 Và chúng ta có nên mua iPhone 13 trong năm này nữa hay không khi mà bây giờ là tháng 4 Và chỉ còn một vài tháng nữa thôi Apple sẽ ra mắt dòng iPhone 14 Nghe đồn là sẽ có một thiết kế mới Hiệu năng mạnh hơn và nhiều cải tiến bên trong mà chúng ta chưa biết rõ Vậy thì liệu chúng ta sẽ mua một phiên bản hiện tại iPhone 13 hay chờ đợi một tương lai viễn vong của iPhone 14 series chưa chắc nó có cải tiến nhiều như chúng ta mong đợi hay không và thời điểm nào thích hợp để chúng ta mua iPhone 13 trong năm nay bây giờ mua hai ba tháng nữa mua hay là đợi khi iPhone 14 ra mắt rồi hãy mua những câu hỏi chơi mình sẽ trả lời trong video ngày hôm nay mình là chưa An và cũng xóa thế nào Vấn đề đầu tiên mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay chính là chúng ta sẽ chọn hiện tại hay là chờ đợi tương lai Một tương lai của dòng iPhone 14 và mình thấy những thông tin nào rỉ trên báo là nghe đồn rằng dòng iPhone 14 sẽ có một thiết kế camera hoàn toàn mới đó chính là thiết kế camera viên thuốc Thật ra là cái thiết kế camera viên thuốc này nó không còn mới nữa bởi vì các hãng Android đã từng làm rồi và họ làm từ rất lâu rồi Bây giờ người ta đã làm là màn hình cong, người ta còn làm màn hình là trang viên, người ta còn làm mất không còn camera nữa luôn rồi nhưng mà Apple bây giờ thì mới làm Cũng vậy thôi, bây giờ cái này là truyền thông của Apple rồi Và sẽ có một vài thay đổi nữa Chẳng hạn như là chúng ta sẽ có bốn phiên bản trong dòng iPhone 14 Chẳng hạn như là iPhone 14 tiêu chuẩn nè 14 Max, 14 Pro và 14 Pro Max Và nghe đồn rằng chúng ta sẽ có một thiết kế thay đổi luôn Và cả về con chip bên trong lẫn về chất lượng của camera rồi, Bây giờ mình sẽ điểm sơ những thông tin rò rỉ về iPhone 14 mạng tiêu chuẩn cho anh em xem để chúng ta cùng có một cái nhìn rõ hơn giữa iPhone 14 tiêu chuẩn và iPhone 13 tiêu chuẩn mình đang cầm trên tay này. Đầu tiên là nghe đồn là chiếc iPhone 14 tiêu chuẩn sẽ có giá là 799 đô tức là khoảng hơn 18 triệu đồng về Việt Nam thì khoảng tầm là 21 đến 22 triệu và mức giá này cũng là mức giá vô cùng tốt và cũng là mức giá mà khi Apple công bố iPhone 13 được ra mắt vào đầu năm ngoái. Và chúng ta sẽ có một thiết kế camera thì mình theo mình nha. Các bạn để ý đi từ phiên bản iPhone 11 tiêu chuẩn đến iPhone 13 tiêu chuẩn chúng ta sẽ có một vài thay đổi nhưng mà thay đổi không nhỏ. Tức là nếu như nó thay đổi về cái này thì cái khác lại không hề thay đổi. Chẳng hạn như với phiên bản iPhone X là thiết kế camera dọc thì đến iPhone 11 tiêu chuẩn thì thiết kế camera vẫn là dọc nhưng mà nó tách rời hai cụm camera ra đến iPhone 12 bản tiêu chuẩn thì chúng ta vẫn sẽ thấy một thiết kế camera dọc và sự thay đổi ở đây là gì tức là thay đổi từ khung cong chuyển sang thành khung vuông và đến iPhone 13 tiêu chuẩn khung vuông vẫn được giữ nguyên và sự thay đổi nằm ở thiết kế camera từ dọc sang chéo cho nên là mình dự đoán chiếc iPhone 14 tiêu chuẩn nó vẫn sẽ được giữ nguyên về thiết kế khung vuông nè Camera sẽ có một vài thay đổi nhỏ nhỏ để tạo nên sự đột phá giữa dòng 14 và dòng iPhone 13. Và ngoài những yếu tố đó ra thì còn vài thông tin rò rỉ nữa chẳng hạn như là màn hình LTPO OLED rồi thiết kế camera thay đổi về chất lượng độ phân giải và bla 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 tức là đủ thứ hết. Nhưng mà những gì mà chúng ta đang chờ đợi chỉ là tưởng tượng và thông tin rò rỉ. Chúng ta chưa biết được là tương lai như thế nào và có chắc là cái con iPhone 14 nó có những cái thiết kế mới mẻ hay không? Hay nó sẽ vẫn giữ cái tay thở như thế này, vẫn một thiết kế camera như thế này uh, Maybe là sẽ thay đổi về hiệu năng bên trong một chút xíu, hay là thay đổi về chất lượng camera một chút xíu mà thôi Vậy thì bỏ tầm tiền nó ra để mua một chiếc điện thoại mà chúng ta chưa biết nó như thế nào, chưa biết nó có cải tiến nhiều hay không Và liệu có đáng hay không? Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều Do đó mình nghĩ rằng chúng ta vẫn nên mua iPhone 13 và iPhone 13 tiêu chuẩn vẫn là một chiếc điện thoại đáng mua trong năm 2022 này. Tại sao? Đầu tiên chính là về sự thay đổi về camera. Thật ra mà nói thì thay đổi camera này là lên Photoshop là con đường nữa. Nhưng mà với Apple là một trong những hãng mà rất ít khi thay đổi về thiết kế bên ngoài. Do đó là cái việc mà thay đổi về thiết kế camera đã là một bước đi đột phá của Apple rồi. Cho nên là việc thay đổi camera này nè gây ra được sức hút vô cùng lớn và đến hiện tại thì iPhone 13 bản tiêu chuẩn với thiết kế camera này vẫn ghi điểm trong mắt người hâm mộ. Thứ hai là chúng ta vẫn sẽ có một con chip vô cùng mạnh mẽ đến từ Apple đó chính là Apple A15 Bionic. Đến bây giờ con chip này vẫn xứng đáng là một con chip mạnh mẽ trong phân khúc giá và chất lượng về hiệu năng bên trong và những cái trải nghiệm thực tế mình thấy được là con chip này vô cùng hiệu quả khi mà mình làm đồ họa nặng kể cả giải trí và kể cả làm việc mình đã có sử dụng rất nhiều phần mềm đã cấp kết và trong khi đó mình còn chơi game liên quân nữa các bạn tức là vừa dựng video cho các bạn xem nè bây giờ mình còn vừa giải trí qua những cái tựa game như là liên quân mobile hay là liên minh tốc chiến thì con chip này vẫn handle được rất là ok và đến bây giờ thì cái hệ thống ram là 4 g hay là ram 6 g trên apple đó không còn quan trọng nữa bởi vì những cái gì mà apple mang lại từ ram tuy ít nhưng mà về chất lượng của ram hay là chất lượng về hệ điều hành bên trong những con chip bên trong thì rất là xử lý rất là ok cho nên là chúng ta không cần phải kỳ vọng quá nhiều về con điện thoại tương lai chưa biết nó như thế nào mà thay vào đó chúng ta sẽ mua những cái gì trước mắt chúng ta thấy về chất lượng và về sự cải tiến bên trong của con iPhone 13 tiêu chuẩn này. Ngoài ra còn một điều nữa mà mình mình nghĩ là anh em nên chú tâm hơn về iPhone 13 thay vì iPhone 14 anh em biết là sao không? Tại vì mình nghe thông tin rồi rỉ á là iPhone 14 mai tiêu chuẩn sẽ có màu hồng cánh sen. Màu hồng cánh sáng Trời ơi Các bạn nữ á, các bạn nhìn màu hồng này nè à. Dễ thương không? Thích không? Một màu hồng rất là nhẹ nhàng, đơn giản và tao nhã Nhưng mà Apple lại chuẩn bị ra mắt một màu hồng, màu hồng như thế này Anh em mua son cho bạn gái Anh em mua màu son này, bạn gái còn um, tạm tả tạ chấp nhận Chứ anh em mua màu son như thế này Thì anh em bị đó và câu hỏi cuối cùng để mình kết thúc video ngày hôm nay đó chính là thời điểm nào thích hợp để mua iPhone 13 bản tiêu chuẩn. Nếu như anh em đang quá cần một chiếc điện thoại để sử dụng cho nhu cầu riêng nào về làm việc và giải trí thì iPhone 13 tiêu chuẩn hiện tại đang có mức giá vô cùng tốt. À, máy mới là khoảng tầm là từ 20 đến 21 triệu, máy cũ là từ 18 đến 19 triệu và trong tầm giá máy cũ này anh em sẽ mua được iPhone 11 Pro Max phiên bản là 256GB. Nếu như bạn nào không cần dùng quá nhiều về bộ nhớ bên trong thì bộ nhớ 128GB trên iPhone 13 vẫn là một bộ nhớ vô cùng tốt rồi Cho nên là mình thấy 128GB trên iPhone 13 với mức giá từ 18 đến 19 triệu cho máy cũ là một mức giá vô cùng tốt Vậy còn anh em thì sao? Anh em thấy rằng chúng ta nên chọn hiện tại hay là chờ đợi tương lai Chọn iPhone 13 bản tiêu chuẩn với đầy đủ yếu tố mà người dùng cần một hiệu năng mạnh về những cải tiến bên trong về sự ổn định về thiết kế bên ngoài và cùng màu hồng vô cùng đẹp hay chúng ta sẽ chờ đợi một tương lai mà chúng ta chưa biết tương lai đó có đáng để chúng ta hy vọng hay không Hãy để lại bình luận bên dưới và cho mình biết với nha Mình là Trường An Nhớ like và subscribe cho kênh mình nha Xin chào và hẹn gặp lại